Rồi, ở trong video trước của chúng ta nhá, thì chúng ta đã tìm hiểu về việc là chúng ta đã truyền các phương thức qua lại với các con nhân rồi. Trong video này của chúng ta, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc là chúng ta sẽ bay hai chiều dữ liệu như thế nào nhé. Đây là một phần rất là quan trọng. Ấy. Rồi thì ok. Thì để mà chúng ta tìm hiểu về cái phần bay hai chiều này thì thực ra cái cách dễ nhất của chúng ta là chúng ta sẽ dùng cái ví dụ, đấy là ví dụ liên quan đến uh, nhập ô, oh, đúng nhỉ? Ví dụ ở đây mình sẽ tạo ở bên animal này, mình sẽ tạo ra một cái ô, uh, uh, đây, mình sẽ tạo ra một, à uh, không, mình nhập này đây, uh, chỗ này mình sẽ thay đổi không phải là ngay nữa, mình sẽ để đây là thẻ uh, h3 thôi nhé h3 đây, ở trên này mình sẽ để là một ô input để nhỉ? input thì cái phần input này thì các bạn để cái gì được nha input. Dạng thì thôi mình chưa cần quan tâm lắm đâu. Giờ thì ở đây dưới này mình mình đầu tiên đấy là chúng ta sẽ có cái um, đầu tiên của chúng ta là mình sẽ tạo một ô input này và mình sẽ cho là thoi của mình bằng text, được chưa? thoi của chúng ta sẽ bằng là text được rồi tiếp rồi thì bây giờ mình đã sang bên thằng này trước đã mình sẽ tạo một phương thức để mà cứ mỗi một lần nhập ấy Đấy, thì mình sẽ thay đổi được cái giá trị đây tức là sao khi mình tạo ra một cái input đây này mình nhập vào cái thì giá trị đây nó cũng thay đổi theo đúng không? thay đổi theo từng ký tự luôn Đấy, thế nó mới ngầu Đấy, rồi, ok Thế mình quay lại mình đã đổi này thành là train uh, train by letter Được chưa rồi và ở đây của mình thì trên bài letter thì đây mình cần là cần uh, cái parameter là e trên viết của từ even đấy đúng không Và thay vì đấy thì cái chỗ đoạn về cái chỗ thằng này này thì mình sẽ làm đây đấy là thằng này mình ra mình sẽ là e chấm target truy cập vào trong target thấy chưa? Đấy, à, e target và mình đã truy cập tiếp vào trong value được chưa? Đó, nếu mà đây mình viết lại nhưng bạn không các bạn lại chả biết nó là cái gì. Even. Được chưa? Đấy, even. Nhá. Đấy, chấm target chấm value rồi thì uh, khi rồi khi mà xong này thì giờ mình sẽ truyền nhá, thì ví dụ mình muốn làm với cái thằng uh, thằng nào đi mình muốn làm với thằng uh, thứ nhất thì mình sẽ truyền vào thằng thứ nhất đi thằng thứ nhất của chúng ta là đây thì đây mình sẽ truyền một cái uh, có giá trị là tên là ví dụ như là train truyền thông qua prop được chưa và mình sẽ có là git chấm stay được chưa à nhá git chấm cái gì đây tên nó là gì Uh, train ba letter được chưa? truyền ba letter ok cái thằng này chúng ta là một cái even thế nên là nó không phải là một parameter mà chúng ta phải truyền vào được chưa? Đấy, thế nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái, cái 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 vấn đề là chúng ta sẽ 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 sẽ, sẽ cho cái gì vào được chưa? Đấy. rồi công việc của chúng ta bây giờ đấy là làm sao để chúng ta có thể là xăm kia và chúng ta lấy được cái 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 cái, cái giá trị đấy của chúng ta được nhá, rất đơn giản thôi. thì ở đây ví dụ ở đây bên này mình cứ lưu lại bên này trước, bên này không còn gì để nối tiếc rồi sau này thì chỗ phần text này chúng ta mình xuống dòng này mình chỉ cần ghi là uh, uh, mình sử dụng những sự kiện là on trend tức nghĩa là cứ mỗi một lần mà người dùng nhập một cái tự thay đổi một cái nội dung ở trong o input này thì đều chạy lại cái phương thức này được chưa Đấy. anh em Đấy. và mình sẽ sử dụng thằng props để mình lấy ra được cái phương thức ở bên kia Thế là props Đấy, props được chưa? Các bạn nhớ là ở đây các bạn uh, viết ở bên này là function component thế nên là chúng ta không cần nào viết chấm prop chỉ có bên kia mình mới cần thôi bên này mình viết thẳng luôn là props bởi vì props bây giờ nó là tham số của cái đối tượng này rồi để chứ nhỉ rồi bây giờ props thì chúng ta truy cập vào trong cái thằng có tên là train đúng không train đúng nhỉ mình sang kim xem lại này ok đúng là train rồi rồi bây giờ mình sẽ căn chuyện s lại được chưa rồi tối giờ mình sẽ ra ngoài và mình reload lại như nhỉ à, thiếu à? để để mà nhìn cho nó đẹp thì ở đây mình sẽ cho thêm class nữa. class class name của mình sẽ bằng là form control bây giờ nhớ lại rồi đây, ví dụ mình thử thay đổi nhá thì thằng thứ hai đi mình không có sự kiện gì đúng không thì mình không thể thay đổi từ từ mình ví dụ hello đi không có gì đúng không ví dụ ở đây mình đã thay đổi là P đúng không katu bạn thấy không đấy như vậy nó đã thay đổi theo bạn thấy không Đấy rồi mình trên cái thì à cái chỗ đoạn này trên không được này, mình chỉ có thể trên được trên này thì nó lại đổi về thành là Nidoran. Đấy chưa? <laughs> hay chưa? À, ví dụ tiếp này, Pikachu đấy, xóa đi này. Hello. Đấy, thấy không? À, hay là à, Hello, Hello. Đấy, Đấy chưa? Đấy, ok, đấy nó thay đổi theo cái giá trị của mình luôn Các bạn thấy hay không? <laughs> rồi, thì để mà thấy được cái sự thay đổi đấy Thì hoàn toàn ở cái đoạn function này này các chỉ cần làm... chúng là này nhỉ? đây cứ mỗi một lần mà hiển thị xong được dữ liệu thì mình sẽ lock nó ra một cái dòng chữ nào đấy ở đây mình sẽ lock cái này ra ví dụ như là uh, hello uh, character đúng không character vừa mới uh, thay đổi rồi mình ctrl n lại rồi giờ, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài này và chúng ta kiểm tra bằng cách này rồi bây giờ mình vào còn zone được chưa? Đấy, bây giờ mình thử nhá. À, a này, các bạn thấy không? Là nó hiện một lần này, a lần thứ hai hiện lần hai, các bạn thấy không? A, à... đấy, là nó tăng theo đúng kể luôn, các bạn thấy không? Đấy, nhá. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã thấy được cái việc bay chiều rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã làm thành công cái việc mà chúng ta sẽ bay hai chiều nha. Thế đây mình sẽ chú ý mọi người một cái nữa đấy là, uh, thế vậy thì chúng ta sử dụng là chúng ta sử dụng cái chỗ đoạn này này, Đâu rồi chỗ đoạn này chúng ta sử dụng được rồi đoạn app này của chúng ta à, đoạn animals bây giờ như vậy tôi muốn là chỗ đoạn này thì ngoại thằng on trend này chúng ta sử dụng thằng value cũng được không bởi vì thằng value nó cũng là in biến mà đúng nha thế giờ mình sẽ thử nhá ví dụ ở đây mình sẽ là value đi đúng không à, thì chắc chắn là không được rồi bởi bởi vì uh, bởi vì chúng ta phải tìm ra nhá các bạn nhớ là chúng ta phải đây là ở đây nó cũng có bảo luôn này đầu tiên là ở đây là mình chưa viết cho nó cái định nghĩa về việc thằng value nó làm việc như nào nhưng cái thứ hai chúng ta phải hiểu như thế này này Đấy là nếu mà chúng ta truyền thằng value ở đây này Thì nó cũng không thể nào làm được Bởi vì sao? Bởi vì việc là các bạn thấy rằng là ở cái hàm này của chúng ta nhé Là nó sẽ stay Tức nghĩa là cứ mỗi một lần chúng ta cần phải là sao? Cứ mỗi một lần mà chúng ta thay đổi Thì chúng ta sẽ làm lại một lần cái hàm đấy Các bạn hiểu không nhỉ? Thế nên là cái việc mà thằng on train của chúng ta này nó biết được cái sự thay đổi đấy chỉ có hàm này nó mới làm được cái tác dụng đấy là biết cái sự thay đổi đấy thôi các bạn hiểu không nhỉ tức nghĩa là on trend là sao tức nghĩa là khi có một sự thay đổi ở đấy thì tôi lại gọi lại cái hàm này một lần nữa thì như vậy thì nó mới có thể set stay liên tục cho chúng ta được Và nó có thể là thằng get có thể get được liên tục cái giá trị Đấy được chưa Đấy nhá Nên là chúng ta Chỗ này chúng ta phải sử dụng thằng on train được chưa Rồi và can cho nét lại Đấy Ngon Rồi Thì như vậy là chúng ta Trong video chúng ta chốt lại là chúng ta sử dụng Cái thằng buy của chúng ta Theo cách như vậy đấy nhá Rồi thì ở trong video sau của chúng ta Chúng ta Sẽ 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 Tiếp tục tìm hiểu tiếp Những cái Kiến thức tiếp theo nhá Thì ở trong cái video tiếp theo để xem mình xem ở trong lịch mình sẽ là quay gì nào video tiếp theo của chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu về việc đấy là làm việc với style tức là làm việc với CDS ấy, ở trong thằng React này nhá và bây giờ mình dừng ở đây thôi trong cái video tiếp theo chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu